Công trình sáng ngày hôm nay được anh em chú cháu đổ được ba cái cột đấy, các bạn thấy này, có 50 m² mà 8 cái cột các bạn. Ừ, đây cái cột này. Đấy, cột bằng cốt pha bằng sắt hết nhé. Đấy, hộp bằng sắt đấy, hộp hết, hộp cây này rút ngày ở trong xó đấy. 8 cái cột này sắt đấy các bạn. Đấy, nhà cấp 4 lập tôn đi sắt phi 12, tất cả phi 12 hết đấy. Hôm nay là bước vào ngày thứ 5. Mà thợ thì có người đi đám cưới này, rồi đi ăn giỗ này. Đấy. Rồi đi họp chỉ bộ thứ nên nghỉ cũng rất là nhiều. Hôm sáng hôm nay còn có 2 người. Đức Thắng phải phụ thêm đi dựng cột và đổ được 3 cây cột, mãi 11 giờ mới xong. Ui, con thần lằn này. Đấy, con thần lằn này các bạn. Con này rất có lợi ích. Nó bắt muỗi, bắt côn trùng rất tốt. Uống nước chè lên lại chở mà. Chưa thấy chia về. Chia chi? À chưa thấy về. Đang nháy van đây. Chưa xong con răng á. Úi ra rồi. Úi kìa. À cho bỏ thêm nước. Đấy, đi, nước lên này. Rồi. Ừ. Cậu hình như cậu ngủ được tí này, nhìn cái mắt cậu, nhìn cái mắt cậu nhìn. Mơ mắt ngủ được tí là sướng rồi. Ngủ đi cho tỉnh, ngủ chứ ra mà. Ngủ được tí là thích rồi. Mơ người. Trẻ. Chiều nay đổ, à ta làm ấy à? Chiều nay đổ cái đài chứ tì. Ý, cấu được cái đài này thì đổ đi. Bây giờ không đục ra với phố chú. Ừ, tao biểu mi được nhưng mà mới lên đây mà thế rồi. Chờ phải đâu coi. Nhưng bây giờ nó vẫn đang còn mềm, chưa thành bê tông được. Đó. À, chưa thành bê tông được. Cứng rồi, biết là cứng rồi nhưng mà nó chưa, hắn vẫn đang ấy cứng thôi, chưa thành bê tông. Im đi con. Ngoài chảy
Bà Minh, cô chào bà Minh đây. Cô chào bà Minh. Chào tôi luôn. Cô chào bà Minh. Cô chào bà Minh. Bà Minh về đó. Đó, ba ông thợ đang đấu cột. Ba ông thợ người nhà chứ. À, rồi làm ra một lấy đầy rộng đó. Rộng như cái nhà. Rộng như cái nhà luôn đó. Rộng mênh mông luôn. Làm hết đó. Bếp rửa đây à? Hai phòng ngủ đó. Hai phòng bếp ngoài kia luôn á. Vâng. Chính là phòng ngủ tê tê mát đây, bếp đây. Đây à? Vẫn để cửa sổ mà. Để cửa sổ thông phòng trong đó. Vâng, để cửa sổ thông. Đúng rồi con. Nhưng mà cái đoạn đi là nối dừng lại đây chứ. Vâng. Chỗ đó vẫn đây. Từ đây bật xuống. Nhưng mà đây cũng là nằm trong một cái phòng. Hay là hành lang. Đây là một ô hành lang. Đấy là mở cửa sổ đi ra. Hành lang từ đây đây, dài lên còn không. Còn đây là hành lang. Nhưng mà ý là đây này, cái đoạn này. Để mà ốp mái từ đây chạy xuống. Đúng rồi. Có nghĩa là cái đoạn cao từ ra. Với nhà thiết kế, nhà kỹ sư học đến giám sát công trình đấy. Đấy thì đấy đi. Đấy thì tê thì chứ được tay bếp. Đấy đó. Đây cho mình chỉ chờ tí nữa. Ủa, đây một vài tiếng rồi này. Ngày 300.000, 400.000 đây này. Một giá. Đây là nấu năm mươi nữa hả? Nấu nước chứ. Cái biển như cứng cứng này chú ơi, cái biển này cứng cứng được không? Được được. Không, cái nước là nó đó. Cái để bố cái khung khung ấy. Mình lạp thêm 4 cái gậy của nó nữa. Đi đi. Cái tờ giấy này để đang bỏ cái giấy khen. Vứt đi mô mất đấy nè. Mấy ông thợ đang đấu cột đấy. Đó, nhà thầy đồng hoàng lắm rồi. Hả? Nhà thầy đồng hoàng lắm rồi. Chỉ chứ. Ai xuống làm loanh chỉ nhà anh vừa hôm qua điện về cho vợ với em cũng đi ra nắng chín tháng thôi mà đi ra nắng nó cháy da đi, cháy da đi cái hồi cái quân đứng chơi làm rồi có thể đứng chơi hồi trước là thẳng rồi cái gì mình kia là thẳng thôi chứ còn phải thẳng rồi thành xuống tán là ô hành đó tán dẫn đi đó. Nhưng mà bọn dưới nó chê cho bồn. Hồi đó có tôi, là Vi này. Đi chê, lấy cái thẳng mà chim bằng ăn, đúng mà chuyện lại ngôn đúng không? Dạ ừ. Dạ ừ, bằng chim thì mà đang bằng ăn được đúng không? Thế sao bày tiền hết trần đó. Để anh ngôn chứ. Dạ đâm lại ngôn đúng không? Ừ. Ai ông bày chê hết thì sao bày tiền hết trần. Đi như đằng phạt đúng không? Vâng. Tê rằng khâu mặt, đâu đằng phi rằng khâu mặt nó lại có con tiền dài đúng không? À, ông Lực lại ra thơ này. Cô trống rồi không được, cô trống này hồi luôn mà. Không lấy mà nhà phan chi, khả năng thành hướng đông liệu đà. Ủa đất thành bê tông luôn chứ. Mấy cậu nó tung cái bằng nào cái bằng quần áo không cái gì đó anh chơi cái gì đó cái là cái số đi đằng không mà quan tiền giả năm mà người giả không có ta tẩy chứ đi ra cái lời nói người giả người ta cứ để ta thắng là mua bán nó chiêu nè, mình xấu là mua cơ khi không bán thì cái đứa đẹp là trả lại cái tiền đó. Thôi đi chợ cứ em mua đẹp lại mua. Cho nên mà người bên không cho ăn, nó không lấy tiền thì còn được. Còn nhà chú Lực có cái kỷ niệm hay nhá, chú Lực kiểu tức là đi mua vay lôi ra đi chú đi.
lấy gì thì đó là tổ chức chứ. Và bạn một ma như không chưa tập nhiều gì biết thì lấy gì Tây thi đồng hoàng ấy chứ, có phải đơn giản không? Tây thi đấy chứ. Tây thi của Trung Quốc ấy chứ. Lấy hồ đủ. Được 4 cột một đà. Ngày hôm nay đổ được 4 cột một đà. Mát như ri mà không nó lúa bắt đầu lại chín rồi ta, chỉ có bông. Lúa yên công chín chín lắm rồi. Cây phượng xa xa, cây phượng đẹp chưa? Thấy chưa, cây phượng đẹp chưa? Xa xa phóng. Cây phượng rất đẹp luôn. Lúa này, lúa chín, lúa chín, chín vàng ước mong. Đã hoàn thành. Rồi, ông đánh bóng cây cột đi. Đánh bóng. Ông ấy đánh bóng, đến giai đoạn đánh bóng. Thầy anh em mà có nước thấp bước cao mà cho anh cao tí cũng được. Sống hơn lại mấy ông điên đám về này. Mai còn 4 cột nè. Có tí mà cột dày đặc đây. Đi dép vô con. Đánh con đi. Mẹ đang từ từ. Thân mẹ này. Đừng đánh nha. Thu không thu. Cái chẳng tình yêu. Như rục sạc. Không tràn bờ. Quay đi.
nhiều dưới này tầm bạc. Đứa nào chín chơi đứa nào chín hết rồi nha. Má ơi chín ngày lắm. Nó mà cái bọn lái chim kia tu nó có kiểu chạy dầu. Xong, đã xong.